dàn sao thành cầu thủ tự do hè 2023. Ilkay Gundogan, Roberto Firmino, David De Gea, Angel Di Maria hay Sergio Busquets đều hết hợp đồng từ ngày 1 tháng 7 và được nhiều đội săn đó với tư cách cầu thủ tự do. Ilkay Gundogan nắm băng thủ quân thay Fernandinho, tỏa sáng với 11 bàn và 7 kiến tạo giúp Man City giành cú ăn 3 lịch sử, gồm cú đúp trong trận chung kết cúp FA thắng Man UTD 2-1. Theo The Times, Man City đã đề nghị gia hạn 2 năm, kèm điều khoản kích hoạt 1 năm, nhưng Gundogan chưa đồng ý. Arsenal và Barca được cho đang theo đuổi tiền vệ người Đức. Roberto Firmino mất vị trí chính thức khi Liverpool lần lượt tuyển mộ Luis Diaz, Darwin Núñez và Cody Gakpo. Qua 8 mùa ở sân Anfield, tiền đạo Brazil có 111 bàn và 79 kiến tạo qua 362 trận, giúp câu lạc bộ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu gồm ngoại hạng Anh, cúp FA, cúp Liên đoàn, siêu cúp Anh, Champions League, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Firmino được Real Madrid nhắm tới như giải pháp ngăn hạn thay Karim Benzema, người đã chuyển sang câu lạc bộ Al-Ittihad của Ả Rập Saudi. Angel Di Maria trải qua mùa giải không thành công ở cấp câu lạc bộ khi không ghi bàn hay kiến tạo trong 16 trận cuối, còn Juventus trắng tay và chỉ cán đích thứ 7 Serie A. Ngôi sao Argentina thậm chí bị người hâm mộ la ó trong trận sân nhà cuối cùng và cay đắng viết trên Instagram: "Tôi rời Juventus với vị đắng trong miệng." Di Maria đã nhận được lời đề nghị từ Inter Miami, câu lạc bộ mới của Lionel Messi và một số câu lạc bộ Ả Rập Saudi. Sergio Busquets chia tay Barca, bất chấp việc huấn luyện viên Xavi thuyết phục ở lại thêm một năm. Tiền vệ Tây Ban Nha trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của câu lạc bộ La Masia và được đôn lên đội 1 từ năm 2008. Anh có 722 trận khoác áo Barca, chỉ kém Xavi 767 và Messi 778. Tương tự Di Maria, Busquets và cả Jordi Alba, Luis Suarez đều được Inter Miami liên hệ. David De Gea chơi chân không tốt và bị nghi ngờ về khả năng thích ứng với triết lý kiểm soát và triển khai bóng từ sân nhà của tân huấn luyện viên Erik ten Hag để ở lại sân Old Trafford. Thủ thành Tây Ban Nha phải giảm sâu mức lương tuần cao nhất câu lạc bộ 450.000 đô la Mỹ so với bản giao kèo hiện tại. Ten Hag luôn công khai ủng hộ nhưng không đảm bảo việc De Gea sẽ tiếp tục bắt chính mùa tới. Chủ sân Old Trafford đang nhắm Diogo Costa, Porto và Andre Onana, Inter để tạo sự cạnh tranh trong khung gỗ. Adrian Rabiot trải qua mùa 2021-2022 thất vọng khi tịt ngòi qua 32 trận tại Serie A, nhưng tìm lại phong độ mùa trước với 8 bàn và thi đấu chắc chắn ở khu trung tuyến. Juventus đã gửi đề nghị gia hạn, nhưng tiền vệ Pháp từ chối trong bối cảnh lão bà vắng mặt tại Champions League mùa tới. Man UTD có thể quay lại đàm phán với Rabiot sau khi thương thảo đổ bể hè 2022. Milan Skriniar là mục tiêu hàng đầu của PSG nhằm tăng cường hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Tuy nhiên, Inter đã từ chối đề nghị 60 triệu đô la Mỹ và hét giá trung vệ Slovakia tới 75 triệu đô la Mỹ, khiến thương vụ đổ bể. Dù vậy, Inter không thể thuyết phục Skriniar gia hạn và anh đã đồng ý gia nhập PSG theo dạng tự do. Sky Sport đánh giá Skriniar là một trong những trung vệ hay nhất Serie A những mùa qua. Luka Modric và Toni Kroos là hai ngôi sao khác hết hợp đồng với Real sau mùa 2022-2023, bên cạnh Karim Benzema, Al-Ittihad và Marco Asensio, PSG, đã có bến đỗ mới. Phương châm làm việc của chủ tịch Florentino Pérez là gia hạn từng năm một với những cầu thủ trên 30 tuổi. Theo báo Tây Ban Nha Marca, Real đã đạt thỏa thuận gia hạn một năm với bộ đôi lão tướng này. Eden Hazard chấm dứt hợp đồng sớm một năm để khép lại khoảng thời gian đáng quên tại sân Bernabeu. Từ khi gia nhập Real năm 2019 với giá 136 triệu đô la Mỹ, tiền vệ bị sa sút không phanh do chấn thương, thường xuyên đối mặt với tình trạng tăng cân mất kiểm soát, chỉ ghi 7 bàn qua 78 trận. Anh thậm chí đang xem xét khả năng giải nghệ ở tuổi 32. Jesse Lingard từ chối gia nhập West Ham để nhận mức lương tuần 263.000 đô la Mỹ theo hợp đồng một năm với tân binh Nottingham Forest ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Ngôi sao người Anh thi đấu thất vọng, không ghi bàn nào tại ngoại hạng Anh và chỉ ra sân 86 phút trong năm 2023.
Vì thế, Lingard không được Nottingham Forest đề nghị gia hạn và cũng không còn được nhiều câu lạc bộ săn đón như năm ngoái. Bên cạnh những cái tên kể trên, nhiều ngôi sao khác sẽ trở thành cầu thủ tự do gồm Wilfried Zaha, Crystal Palace, Marcus Thuram, Emre Gladbach, Devan Dika, Daichi Kamada, Frankfurt, N'Golo Kant, Chelsea, Hector Bellerin, Barca, Mariano Diaz, Real, Nemanja Matic, Roma, Daniel Amati, Kala Soyuncu, Leicester, Rafael Guerrero, Mahmoud Dahoud, Dortmund, Adama Traoré, Wolves, Jeremina, Tom Davis, Everton, hay N Valencia, Fenerbahce. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.